Thầy chào tất cả các em và chúng ta lại gặp nhau. Thầy cảm thấy rất vui được làm quen với tất cả các em. Trong chuyên đề này, thầy sẽ sửa và phân tích lời giải các bài tập về giải phương trình lượng giác không có ẩn mẫu xuất hiện trong đề thi đại học từ năm 2002 đến nay. Bài đầu tiên thầy sửa cho các em đó là đề thi đại học khối B năm 2002. Đề bài như sau: giải phương trình sin bình 3x trừ đi cos bình 4x bằng sin bình 5x trừ đi cos bình 6x. Các chị vào đây, như vậy nó khó ở chỗ nào? Đầu tiên anh quan sát, anh thấy là các góc bên trong hàm lượng giác này nó chả có cái nào mà ăn nhập với cái nào hết. Như vậy thì ta phải làm sao? Cái dấu hiệu nào để ta giải bài này? Thì cái dấu hiệu là tất cả những cái biểu thức lượng giác trong bài toán này đều lũy thừa 2. Như vậy ta phải nghĩ tới cái chuyện công thức hạ bậc xuống. Em nhớ thì công thức hạ bậc là sin bình phương x bằng 1 trừ đi cos là 2x chia 2. Cái chữ x ở trong cái công thức chúng tôi này, các em hiểu nó là một cái biểu thức chứ không phải chỉ là một cái chữ x đơn giản. Thì ví dụ sin bình phương 4x thì nó bằng 1 trừ đi cos gấp 2 lần của cái 4x. Như vậy nó là 8x chia 2. Ta lưu ý điều đó. Tương tự hàm cos, công thức hạ bậc cũng tương tự như vậy. Trở lại bài này, bây giờ thầy sẽ hạ bậc. Sin bình phương x bằng 1 trừ đi cos, chỗ này là 6x chia 2. Dấu trừ thầy giữ nguyên. Đây là 1 cộng với cos 8x chia 2. Chỗ này 1 trừ đi cos 10x chia 2. Chỗ này 1 trừ đi cos 12x chia cho 2. Thầy hạ bậc xong. Tiếp theo là cái gì các em? Các biểu thức trong cái phương trình này đều có chung mẫu số là 2. Như vậy thì thầy bỏ mẫu. Bỏ mẫu người ta được, đây là 1 trừ cos 6x trừ 1 trừ đi cos 8x. Em chú ý chỗ này. Trừ này là trừ toàn bộ cái biểu thức này. Thành ra thầy ghi là đã thầy phải ghi trừ mở ngoặc 1 cộng với cos 8, có nghĩa bằng thầy phá ngoặc cho nó nhanh. Một số em không quen ta ghi đây là trừ 1 cộng cos 8x này, xong này. Sai này, hiểu chưa? Chỗ này đây là 1 trừ đi cos 10x trừ đi 1 cộng với cos 12x. Ta đơn giản 1 với trừ 1. 1 với trừ 1. Đây là dấu cộng kìa. 1 cộng cos 12 và đây là dấu trừ. Tiếp theo, tất cả những biểu thức này đều có dấu trừ, vậy thầy đưa về dấu cộng. Cos 6x cộng với cos 10x. Chỗ này là 8. Đây là cos 10x cộng với cos 12x. Lần này tiếp theo ta làm gì? Các em thấy này, ta dùng công thức biến đổi tổng để tích. Nhưng khi dùng công thức biến đổi tổng để tích, các em lưu ý cos cộng với cos cộng với cos bằng 2 cos cos. Cái đầu là a cộng với b chia 2 và cái sau là a trừ b chia 2. Để cho công thức biến đổi tổng để tích nó dễ thì theo thói quen ta thầy xếp cái số to đứng đầu và số nhỏ đứng sau. Tức là cố ý thì xếp A to hơn số B để cho A trừ B là số dương, ta đỡ rắc rối. Như vậy thì thầy xếp lại chỗ này là cos 8x cộng với cos 6x. Chỗ này là cos 12x. Rồi, về này làm nhanh. Cos cộng cos bằng 2 cos cos này. 8 cộng với 6 là 14 chia 2 là 7x. Cos 8 trừ 6 là 2, chia cho 2 là còn x. Cos cộng cos là 2 cos. Đây là 22 là 11x. Đó. Như vậy tới đây em thấy ngay ta có nhân tử chung đấy. Là 2 cos x. Chỗ này lưu ý, em không được phép đơn giản cos x hai vế, nghe rõ chưa? Nếu đơn giản như vậy thì ta sẽ mất phương nghĩa cos x bằng 0. Em chỉ được phép đơn giản số hai vế thì không sao, và lưu ý chỗ này.
Bây giờ hãy chuyển về một vế này, nguyên nhân này chung. Cos 11 x nhân với cos x trừ đi cos 7 x nhân với cos x. Ta đưa nhân tử chung là cos x ra ngoài. Bên trong là cos 11 x trừ đi cos 7 x. Phương trình này là tích a nhân b bằng 0. A nhân b bằng 0 thì tương đương từng cái bằng 0. Đó. Rồi thầy sửa tiếp chỗ này. Phương trình này là tương đương cos x bằng 0, vậy là x bằng b chia 2 cộng với k b, k thuộc z. Còn cái chỗ này thầy có thể dùng công thức biến đổi tổng tích lũy cũng được, nhưng mà thôi ta đưa về cos a bằng cos b. Cos u bằng cos v này thì ghi chậm là u bằng v cộng với k 2 b, u bằng trừ v cộng với k 2 b, k thuộc z. X bằng b chia cho 2 cộng với k b. Rồi bây giờ hãy chuyển sang bên này, chỗ này còn là 4x. 4x bằng k 2 b, như vậy là làm tắt luôn x bằng k 2 b chia 4 và k b chia 2. 11 trừ đi 7 cộng với 7 là 18. 18x bằng k2b, như vậy x bằng kb chia 9. Cuối cùng là k thuộc z. Ta nhận hết. Các em không có điều kiện, thành ra ta bài toán này tới đây không có vấn đề gì cả. Thầy sửa bài số 2 là đề đại học khối D năm 2002. Đề bài như sau là tìm x thuộc đoạn từ 1 đến 14. Nghiệm đúng phương trình cos 3 x trừ 4 cos 2 x cộng 3 cos x trừ 4 bằng 0. Thì để tìm nghiệm x phải cái phương trình này thì đầu tiên là phải tìm phương trình, tìm nghiệm của phương trình. Có nghĩa là ta phải giải cái phương trình này nhé. Cos 3 x trừ đi 4 cos 2 x cộng với 3 cos x trừ đi 4 bằng 0. Bây giờ em xem phương trình này cái dấu hiệu như thế nào. Ta quan sát là để ý tất cả đều là hàm cos hết. Và có một cái khác biệt là tất cả những góc bên trong này nó lại khác nhau. Mà ta lại thấy ngay đó, mặc dù cái cos 3 x cos 2 x nó khác với cos x, nhưng mà ta đều có thể đưa về cos x được. Có nghĩa là cos 2x tách bằng là 2 cos bình x trừ 1. Cos 3 tách bằng 4 cos mũ 3x. 4 cổ trừ 3 cô đó, trừ 3 cos x. Như vậy em nhận thấy ngay ta sẽ đưa về cái phương trình này là phương trình bậc 3 trong biến cos. Bây giờ ta tách ra là công thức nhân 3. 4 cos mũ 3x trừ đi 3 cos x. Cos 2x ta tách là 2 cos bình phương x trừ 1 cộng với 3 cos x trừ đi 4 bằng 0. Lại các em hiểu chưa? Bây giờ thầy phá ngoặc 4 cos mũ 3x, chỗ này ta nhân đơn phối là trừ 8 cos bình phương x, chỗ này trừ 3 cos cộng 3 cos là mất, đây là cộng 4 trừ 4 cũng mất luôn. Vậy phương trình này nó dễ quá đúng không? Ta đưa nhân tử chung là 4 cos bình phương x ra ngoài nhân tử chung, bên trong là cos x trừ đi 2 bằng 0. Đây là phương trình tích 4 cos bình bằng 0 cos x bằng số 2. Em nhớ này, cos x thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1 và đề bài nó bằng 2, như vậy thì nó vô nghiệm. Thực ra là nó vô lý thì vô nghiệm. Tương đương phương trình này là cos x bằng 0. Cos x bằng 0 thì tương đương x bằng b chia 2 cộng với kb, k thuộc z. T
tới đây ta mới tìm được cái nghiệm của cái phương trình này. Thì trong những cái nghiệm này, đề bài yêu cầu để tìm xem cái nghiệm nào nó thuộc đoạn từ 0 đến 14. Em hiểu chưa? Có nghĩa là ta phải chọn K bằng số mấy? K là số thuộc Z. K bằng số mấy để cái nghiệm này nó lọt trong đoạn từ 0 đến 14? Thì em ta ghi thế này: V x thuộc đoạn từ 0, ở từ 1 đến 14, nên điều đó tương đương với y chia 2 cộng với k đi, lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn hoặc bằng 14. Rồi tới đây ta giải, ta chuyển sang một vế bi chia 2, ta chuyển sang đây là 1 trừ bi chia 2, bé hơn hoặc bằng k đi, bé hơn hoặc bằng 14 trừ đi bi chia 2. Rồi tiếp tục ta chia hai vế cho bi thì ta có được 1 phần bi trừ đi 1 phần 2, bé hơn hoặc bằng k, bé hơn hoặc bằng 14 phần bi trừ đi 1 phần 2. Đây là em lấy máy tính em bấm chỗ này là 1 chia cho 3,14 trừ đi 1 phần 2, thì ta lấy máy tính ta bấm được cái số này nó xấp xỉ bằng trừ 0,1 mấy. Rồi cái chỗ này ta bấm thì cái chỗ số này 14 chia 3,14 trừ 1 phần 2, kết quả xấp xỉ chỗ này được là 3,9. Như vậy k nó lớn hơn hoặc bằng trừ 0,1, bé hơn hoặc bằng 3,9. Và tới đây ta lập luận, ta nói là vì hay là mà cũng được, vì k thuộc Z nên khi ta đã chọn k bằng 0, bắt đầu từ số 0, rồi số 1, rồi số 2 và số 3. Số 4 không được thì bé ta được bằng 3,9. Không hiểu chưa? Từ đây ta suy ra, ta ghi là kết luận là vậy, x thuộc những cái số này, k bằng 0 đang thế, và đây ta được bi chia 2. K bằng 1 đang thế, và đây là bi chia 2 cộng bi là 3 bi chia 2. K bằng 2 đang thế, đây là 2 bi là 5 bi chia 2. Thế 3 ở đây là 7 bi chia 2. Đây là những số x. Cái nghiệm x nó nằm trong cái đoạn từ 0 đến từ 1 đến 14. Bài tiếp theo này sửa cho em bài số 3. Đại học khối D năm 2004. Đề bài như sau: giải phương trình 2 cos x trừ 1 tất cả nhân với 2 sin x cộng cos x đóng ngoặc bằng sin 2x trừ sin x. Thầy nghĩ là bài này rất dễ. Vì cái dấu hiệu ở chỗ này thì ta nhìn vào cái bài này, các hàm số đều 1x, các biểu thức bên trong được giác đều 1x, duy nhất cái chỗ này là 2x. Như vậy thì ta nghĩ ngay chuyện ta phải tách cái sin 2x ra là 2 sin x nhân với cos x trừ đi sin x. Rồi em thấy chưa? Mà sau khi tách ra thì em thấy rằng nếu ta đưa nhân tử chung là sin x ra ngoài nhé, thì bên trong nó xuất hiện nhân tử chung là 2 cos x trừ 1. Nó xuất hiện giống ngay vế bên tay trái. Em thấy chưa? Vì vậy ta sẽ đưa nhân tử chung là 2 cos x trừ 1 ra ngoài. Đây, từ bên này đưa vào bên kia là dấu trừ, để ghi lại cái vế trái 2 cos x trừ đi 1 nhân với. Rồi bài toán ta quá dễ đúng không em? Hãy ghi là 2 cos x 2 sin x cộng với cos x. Ta đưa nhân tử chung là 2 cos x ra ngoài trừ 1, bên trong còn cái gì? 2 sin x cộng với cos x trừ đi sin x bằng 0. Rồi bây giờ thầy rút gọn, ta được là sin x cộng với cos x bằng 0. Phương trình này là phương trình tích,
Ta có phương trình có biểu thức đầu là 2 cos điện trừ 1 bằng 0. Tiếp theo là sin cộng cos bằng 0. Ta rút ra đây là cos x bằng 1 phần 2. Còn sin cộng cos thì các em chú ý này, là hệ quả công thức cộng là căn 2 sin x cộng với b chia 4. Đó. Tới đây ta thêm một chút xíu. Cos x bằng 1 phần 2 như vậy ta ghi lại là cos x bằng 1 phần 2 là cos b chia 3. Chỗ này ta ghi lại là sin x cộng với b chia 4 bằng 0. X bằng b chia 3 cộng với k 2 đi. Phương trình tiếp theo là sin u bằng 0, u bằng k đi. Như vậy thì làm tắt là bằng trừ b chia 4 cộng với k đi. K thuộc z. Bây giờ hãy qua bài số 4. Bài số 4 là đề thi đại học khối A năm 2005. Đề bài như sau: giải phương trình cos bình 3x nhân với cos 2x trừ cos bình x bằng 0. Đầu tiên em mới nhận xét một chút xíu. Vậy thì cái bài này nó có đặc điểm nào và nó khó ở chỗ nào? Đầu tiên là những góc bên trong hàm lượng giác không giống nhau, 1, 2, 3, đúng không? Nhưng mà ta để ý cos bình phương x chỗ này thì ta sẽ đưa về hai định được, ta dùng công thức hạ đẳng, em công nhận chưa? Nhưng mà ta đưa về hai x được rồi thì vẫn bị kẹt cái thằng 3x. Ta mới thử nhát qua, cos bình 3x ta tách ra nó là 1 cộng với cos 6x. Mà 6x thì nó lại là cái gì? Ta đưa về công thức nhân 3, 4 cos 3 bằng 4 cổ trừ 3 cô. 4 cos mũ 3 2x trừ đi 3 cos 2x đó. Tới đây ta nhận thấy ngay em sẽ đưa về phương trình đa thức theo biến là cos 2x. Tới đây ta làm nhanh. Hạ bậc xuống là 1 phần 2 1 cộng với cos 6x nhân với cos 2x. Đây là 1 cộng với cos 2x. Tiếp theo thì đơn giản thay vế cho số 1 phần 2, ta được như sau. Đây là số 1, cos là bằng 4 cổ trừ đi 3 cô. Đây là cos 2x. Ta đơn giản số 1 phần 2 ta phá bỏ luôn là trừ 1 trừ cos 2x bằng 0. Rồi tới đây ta nhân phân phối, ta làm tắt. Ta nhân lại đây là 4 cos mũ 4x, mũ 4 của 2x. Ta nhân phân phối ở đây là trừ 3 cos bình phương của 2x. Ta nhân phân phối chỗ này là cos 2x trừ cos 2x mất, như vậy ta trừ 1. Em thấy ngay cái phương trình này gọi là phương trình trùng phương. Ta làm tắt luôn. Nghiệm là cos bình phương 2x có dạng a cộng b cộng c bằng 0, như vậy là 1. C chia a là trừ 1 phần 4. Ta loại cos bình là số dương lớn hơn hoặc bằng 0, mà là âm thì loại. Còn cái này ta nhân. Tới đây ta có thể giải là cos 2x bằng 1, cos 2x bằng trừ 1 cũng được. Em công nhận không? Hoặc là ta có thể là, tới đây dễ quá, ta có rất nhiều hướng ta giải. Em có thể hạ bậc xuống. Đấy. Đây là 1 cộng với cos 4x bằng 1. Tương đương ta rút gọn là cos 4x. Cos 4x bằng 1 này. Cos 4x bằng 1 tương đương 4x bằng b chia bằng 0 cộng với k 2b.
ta rút ra là chỗ này là x bằng ky chia 2 k trừ z. Bài số 5 là đề thi đại học khối B năm 2005. Đề bài yêu cầu giải phương trình 1 cộng sin x cộng cos x cộng sin 2x và cộng cos 2x bằng 0. Bây giờ các em xem bài khó ở chỗ nào, đúng không? Số 1 thì đây vẫn là số 1, không có gì hết. Sin x cos x cũng không có gì. Chỗ này là sin 2x thì nó tách ra là 2 lần sin x nhân với cos x. Vấn đề bây giờ nó khó ở chỗ cos 2x. Em có 3 cái hướng để tách. Như vậy để chọn cái hướng nào? Em xem là cos 2x. Cơ hướng thứ nhất là cos bình x trừ sin bình phương x. Tiếp theo là 2 cos bình phương x trừ 1. Rồi 1 trừ đi 2 sin bình phương x. Vậy thì ta chọn hướng nào, đúng không em? Thì thông thường ta sẽ chọn cái hướng làm cho bài toán này nó nhỏ lại, cho nó ngắn lại, cho nó dễ. Thì em thấy ngay đây nó có sẵn số cộng 1. Như vậy ta tách ra đây là 2 cos bình phương x trừ 1 để cho bài toán nó ngắn lại để ta dễ làm. Và cuối cùng ta được như sau là sin x cộng với cos x cộng với 2 lần sin x nhân với cos x cộng với 2 cos bình phương x bằng 0. Ta đến 1, 2, 3, 4. Ta có 4 số. Bốn số thì nghĩ ngay đến cái chuyện ta sẽ bắt cặp, bắt làm hai cặp, cứ hai số thành một cặp. Và thông thường thì các em lưu ý cái này như dễ này, ta nên bắt cặp những cái số mà những cái biểu thức mà nó kiểu phức tạp giống nhau hoặc là có cái hệ số giống giống nhau để cho nó dễ để vào. Chứ thực ra thì em bắt cặp kiểu khác cũng ra thôi, mà thầy nghĩ nó sẽ không hay. Hai cái số cuối mà dài dài giống nhau và có hệ số giống nhau, ta có nhân để chung là 2 cos x, bên trong là sin x cộng với cos x. Chỗ này là sin x cộng với cos x. Đây là số 1. Ta có nhân tử chung là sin x. Rồi ta có 1 cộng với 2 cos x bằng 0. Phương trình này là dạng là a nhân b bằng 0 tương đương hai trường hợp. Và chỗ này là 2 lần cos x cộng với số 1 bằng 0 tương đương sin cộng cos bằng 0 thì tương đương là căn 2. Căn 2 sin x cộng với b chia 4 bằng 0. Chỗ này là cos x bằng trừ 1 phần 2 dấu tương đương sin x cộng với b chia 4 bằng 0. Chỗ này đề nghị lại là cos x bằng 1 phần 2 bằng bấm máy. Cos bằng 1 phần 2 là b chia 3, như vậy bấm máy là 2b chia 3 sin cos 1 phần 2 là 2b chia 3 trừ 1 phần 2 là 2b chia 3. Tới đây thì ta dễ rồi, ta dễ nhé. X bằng trừ b chia 4 cộng b 4 để đẩy sang bên này luôn. Sin u bằng 0 là kb. X bằng cộng trừ 2b chia 3 cộng với k 2b, k thuộc z. Tiết học hôm nay tới đây là xong. Thầy hẹn các em ta qua tiết số 2, tiết sắp tới. Chúng ta cùng tiếp tục sửa các bài tập về phương trình lượng giác không có ẩn là mẫu. Rồi thầy chào tất cả các em.